Bây giờ mình sẽ rút cái kem này ra nhá. Wow. Đấy, mình cho vào cốc mình nhúng thế này các bạn này. Đấy. Vậy là mình được một cái kem sô cô la rồi này các bạn ơi. À, trông thú vị quá. Bây giờ mình sẽ chấm cốm nhá. Mình sẽ chấm với cốm. Wow. Mình chấm với cốm. Vậy là mình đã được một cái kem. Anh Băng, con làm sao đấy, con khóc nghè đấy, con lớn rồi con khóc nghè mãi vậy. Mẹ ơi, bây giờ là mùa hè nóng bức ơi là nóng bức. Con thèm ăn kem sô cô la lắm, mẹ đi mua cho con đi, mình con bỏ nhà ra đi ấy. Bây giờ ấy là con không được bỏ nhà ra đi đâu nhá. Bây giờ ấy là đất nước đang cách ly xã hội ấy, không được đi ra ngoài đường đâu. Thế mẹ đi mua kem cho con đi. Nhưng mà mẹ lại không ra đường mua kem được, bởi vì bây giờ cũng nhà nước đang hạn chế ra ngoài đường thì mẹ không ra đường được. Thôi con thông cảm nhá. Được rồi, thôi con đi học đi. Để mẹ nghĩ cách mẹ sẽ có kem cho con ăn được chưa? Vâng. Kem sô cô la gì? Vâng. Được rồi, mình biết rồi. Ôi, biết thấy gì mà làm kem cho con ăn bây giờ nhở? À, mình thử tìm trong tủ xem có cái gì không. Có đây rồi. Sữa chua nốt này. Ủa, sữa tươi này. Sữa cun này các bạn ơi. Đấy, sữa cun này á, thì Văn thích uống lắm luôn đấy. Ôi nhưng mà sao lại chỉ còn có 2 hộp thôi, còn mỗi 2 gói luôn. Ôi, đây. Sữa su su này. Ngon quá. May quá. Tao cho chủ mình để mấy cái cun để làm kem. Mọi người ơi, đấy, Thanh Băng ấy hay uống sữa cun cho nên được tặng những cái này là những cái cun để làm kem đấy. Cun kem cun này mình để đây. Đấy, tiếp tục. À, Băng bảo là phải làm kem sô-cô-la. À, đây rồi, hay quá. Chắc chủ mình còn hẳn một hộp tiền sô-cô-la. Mình sẽ để đây, để mình sẽ làm kem cho Thanh Băng này. Và mình có cái này nữa. Đây là cốm 7 màu các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều màu sắc luôn. Mình sẽ làm kem sô-cô-la 7 màu cho Thanh Băng ăn. Chắc chắn là Thanh Băng sẽ rất là thích đây. Mình sẽ để đây và mình sẽ làm nhé. Wow, mọi người ơi, đây rồi. Vậy là hôm nay mình không ra ngoài mua kem cho Thanh Băng được, bởi vì mình đang cũng muốn là hạn chế ra ngoài đường các bạn ạ. Và ở nhà mình sẽ nghĩ ra một cách để làm kem sô-cô-la cho Thanh Băng nhé. Bây giờ mình sẽ làm 3 que kem bằng 3 loại sữa này các bạn nhé. Sau đó là mình sẽ đun cái sô-cô-la này lên, nó chảy ra thành nước này. Sau đó là cái kem này, sau khi nó cứng lại rồi là mình sẽ rút cái kem này ra. Sau đó mình nhúng vào sô-cô-la này. Sau đó mình sẽ sắc những cái cốm lên này. Thế là thành cái que kem vị sô-cô-la 7 màu luôn. Thật là tuyệt vời đúng không các bạn? Đây là cách mình nghĩ ra để làm kem cho Thanh Băng đấy. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi. Mình sẽ bắt đầu cho sữa vào đây. Cho sữa vào 3 cái khuôn này các bạn nhé. Cái khuôn này á, có cái khuôn này rất là dễ làm kem luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt cái túi sữa này ra nhé. Đây là sữa cun ấy, sữa này rất là ngon các bạn ạ. À, nếu bạn nào hay uống sữa cun thì các bạn hãy comment cho chị biết nha. Đấy, bây giờ mình sẽ rót vào đây nha. Mình sẽ làm 3 loại sữa. Hóa ra là sữa này cũng là sữa sô cô la luôn các bạn ạ. Đấy, sau đó là mình sẽ đóng cái nắp khuôn này lại. Mình sẽ đóng cái nắp khuôn này. Đấy, thế là mình được hình một cái que kem rồi. Đấy, như vậy là mình được một hộp sữa rồi đây. Đấy, mình để trên ngăn đá của tủ lạnh thì chắc chắn nó sẽ đông lại thành kem. Nhưng mà có ba cái khuôn như này thì mình chỉ làm một cái que kem là vị sô cô la thôi, không để lại này. Bây giờ mình sẽ làm một cái vị sữa su su vị dâu này các bạn ơi. Đấy, mình sẽ làm cái vị dâu này cho Thanh Băng cũng thích cái vị dâu luôn. Kem này rất là đơn giản luôn mọi người nhé. À, mình có thể làm ngay tại nhà được mà không cần phải đi đâu, mình để luôn lên đây cho nó cẩn thận, nó lại đổ một phát là thôi rồi. Lượng ơi, mình sẽ áp cho cái này ra, thế sau đó là mình sẽ cho ra đây. Đấy, không biết một hộp này có được đầy cái khung kem này không? Thôi, may quá.
đầy khuôn kem luôn. Giờ mình sẽ đóng cái lát lại. Hay quá, không bị chảy. Vậy là mình được một cái khuôn bên trong là sữa vị ớt. Nhưng mà lạ nhỉ, sao cái này nó là sữa vị dâu mà sao lại vẫn màu trắng nhỉ? Rõ ràng ở đây như vị dâu mà nhỉ, mà ở đây lại màu trắng. Ồ, lạ quá, lạ quá, lạ quá. Ra cái kem này. Rồi, còn cái hộp thứ ba này thì mình sẽ làm bằng sữa tươi Vinamilk. Đấy, bây giờ mình sẽ cho sữa này vào đây. Mình sẽ rót đầy khuôn luôn. Rồi, đấy, như vậy xong rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ nắp cái khuôn này lại nhé. Rồi, rất là tiện lợi luôn. Rồi, như vậy là mình đã có 3 cái kem rồi. Và còn cái này, còn những cái sữa này bây giờ mình sẽ để vào tủ cho Thanh Tăng, để mai Thanh Tăng lại tiếp tục uống nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào tủ thôi. Như vậy là mình đã cho 3 cái khuôn kem vào trong ngăn đá rồi. Và mình sẽ để đến bao giờ nó đông lại thành kem thì mình sẽ lấy ra nhé. Chắc chắn là khoảng 6 đến 7 tiếng đấy các bạn ạ. Còn bây giờ mình sẽ đi làm cái nước sô-cô-la bằng cách mình sẽ đun cho những cái viên kẹo sô-cô-la hình đồng tiền này vào trong bát này. Xong mình hấp lên, đun lên thì nó sẽ tan chảy ra từ nước sô-cô-la. Sau đó mình sẽ lấy kem và nhúng vào. Giờ mình bắt đầu đi làm. Bây giờ mình sẽ lấy những chiếc kẹo sô-cô-la ở trong hộp ấy ra. Sau đó mình bóc cái vỏ tiền màu vàng vàng này ra và mình cho vào bát. Rồi đem đi đun lên cho nó nóng chảy ra các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ bóc cái hộp sô-cô-la này ra này. Là rất nhiều chiếc kẹo sô-cô-la hình đồng tiền nhé. Các bạn nhỏ thì rất là thích ăn cái kẹo này đấy các bạn ạ. Mình sẽ để vào đây. Mình sẽ bóc cái kẹo đồng tiền này ra. Mình bóc được rồi nè. Đấy, một cái kẹo đồng tiền trông rất là ngon luôn nhé. Sô-cô-la đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái bát kẹo hình đồng tiền làm từ sô-cô-la vào đây để đun lên nhé. Wow, các bạn ơi, sau 10 phút đun này thì cái sô-cô-la của mình nè. Đấy các bạn ơi, sau 10 phút đun thì cái sô-cô-la của mình đã chảy ra thành nước rồi các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ tắt bếp đi nhé. Sau đó mình sẽ lấy sô-cô-la này ra và nhúng kem vào nhé. Các bạn ơi, mình đã lấy được 3 que kem. Sau 6 tiếng mình để thì những que kem của mình nó đã đông kín lại. Những que kem của mình nó đã đông cứng lại rồi các bạn này. Đấy, trông có vẻ rất là hấp dẫn luôn nhá. Đây là kem sô-cô-la này. Đấy, và đây là sô-cô-la mình vừa đun xong đấy. Đây là cốm các bạn này. Đấy, và bây giờ mình sẽ rút những cây kem này ra để mình nhúng vào sô-cô-la và rắc cốm lên. Trước tiên thì mình sẽ đổ cốm ra đây các bạn ạ. Ôi, rất là thơm luôn mọi người ạ. Mình sẽ đổ ra đây này. Đấy. Đấy, mình đổ từng đây thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy cây kem này ra trước nhá mọi người nhá. Mình sẽ rút cây kem này ra nhá. Wow, các bạn thấy chưa, ngon chưa? Mình đã được cái kem rồi, còn đây là vỏ nhá. Đấy, cái kem trông rất là đẹp luôn mà lại rất là thơm luôn. Wow, thơm quá. Bây giờ mình sẽ nhúng cái kem này vào cái sô-cô-la này nhá. À, hay là mình cho cái sô-cô-la này ra cái cốc để nó mình nhúng cái kem này cho nó dễ nhá. Đấy, mình cho vào cốc mình nhúng cái này. Đấy. Wow.
được một cái kem sô-cô-la rồi này các bạn. Và wow, trông thú vị quá. Bây giờ mình sẽ chấm cốm nhá. Mình sẽ chấm với cốm. Wow. Đấy, rất là thú vị luôn. Mình chấm với cốm. Vậy là mình đã được một cái kem sô-cô-la vị cốm rồi các bạn ơi. Mình sẽ cầm ngay đi cho Thanh Băng các bạn nhé.